chào tất cả các quý khách hàng đang xem video của Kim Moon Cơ Giới. Hôm nay cái Kim lại test một cái con xe SK04 đời 89. Thì do nhu cầu mà khách hàng cần mua xe nhưng không đến được kho bé Kim á, thì hôm nay bé Kim test luôn cho mấy anh xem, giống như là mấy anh đang hoạt động ở nhà. Thì mấy anh cũng thấy rồi đó, anh nào mà có trong nghề thì nhìn cái hoạt động video này thì mình có thể tự đánh giá được cái con xe. Chứ còn riêng về bé Kim mua bán thì lúc nào cũng báo là xe tốt, xe ngon. Thôi thì bây giờ bé Kim quay cái video này để mấy anh tự xem và tự đánh giá nha. Cái dòng này thì nồi đồng cốt đá rồi. Mấy anh có nào có sử dụng qua rồi thì sẽ hiểu nhiều về cái dòng này hơn. Đó, thì bé Kim đây là test trực tiếp luôn cho mấy anh xem. Tí xíu bé Kim lên cái xe, bé Kim quay chi tiết cho mấy anh xem luôn, chứ để nói bé Kim chụp hình con xe này mà quay video con xe khác. Đó. Thì mấy anh cứ vào xem mà coi từ từ ha. Theo cái kinh nghiệm cá nhân của bé Kim á, thì thấy là nó cái màu sơn của nó là nó còn nguyên zin. Và chắc chắn một điều là còn nguyên zin. Ở nước sơn còn rất là đẹp luôn. Bơm máy thì công tắc u quay đồ là cái màu còn rất là tuyệt vời. Tí xíu cái gì mà leo lên xe bé Kim quay cho mấy anh xem luôn ha. Đó. Đây là nhịp mâm nè. Trời mưa, mấy bữa nay quá mưa luôn, cho nên là không có quay được nhiều. Ở đây thì nó hơi hẹp á, cho hai cái mái nhà nè, nó hẹp quá cho nên là không có quay được hết động tác cho mấy anh xem đó. Nhưng mà quay xa như thế này thì mấy anh cũng thấy đó nè. Đó, em test từ sáng giờ 5-6 con rồi, mất cái nóc nhà luôn. Xe không biết bán được hay không nhưng mà thấy cái nóc nhà bị mớp rồi đó. Đó là cái dàn chân ha, em quay cái dàn chân cho mấy anh xem. Hơi chậm á, cho nên là mình chạy không có hết được cái tay lái của mình, nó mở không có hết. Rồi, đây bé Kim leo lên, bé Kim quay cho mấy anh xem những cái chi tiết động cơ ha. Sớm giờ mưa, quá mưa luôn. Đó, thì mấy anh thấy là cái màu nước sơn này thì mấy anh thấy cũng thấy là cũng biết rồi, nước sơn zin rồi. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Em quay chi tiết cho mấy anh xem. Đó. Xe này thì thấy ở bển là nó chắc nó đậu nhiều hơn chạy, cho nên là phía ngoài thì nó rổ, nó xét. Chứ còn bên trong của nó là anh thấy mấy anh thấy bơm máy nè. Anh em nào mà có nghề đó thì nhìn là cũng biết luôn là máy có bung chưa hay như thế nào. Em cứ mở lên. Wow. Đi quay video riết rồi phải kim lực sĩ luôn. Đó, máy nè. Móc thì mấy anh thấy rồi đó. Cái cà nội, cái capo của nó không là anh thấy rất là đẹp luôn. Capo nước sơn zin rất là đẹp. Dầu ha. Cabin đây. Đó, cần bọng nè. Ở đây trời nó chuyển mưa, nó không có được đẹp trời cho lắm. Gào. Để tí xíu em quay, em xuống em quay cái bơm cho. Đây nè. Cái bơm mà quay nằm phía trên cho mấy anh xem nè. Đó. Hơi mờ ha. Rồi. Thôi để em xuống dưới em quay cho. Ây dụ. Đây, bơm của nó đây. Đó. Phía ngoài này thì nó tróc nè ha, nhưng mà ốc yết đâu nè, mấy anh thấy không, nó còn rin
đét luôn ha. Ở bên trong đó. Em quay chi tiết như vậy là mấy anh nhìn là mấy anh dễ thấy. Đó. Còn nó bị chày bị này kia nè. Đó, đèn đít là nó còn sử dụng được luôn, cháy đèn luôn, nhưng mà cái cục cao su này thì nó hơi mớp ha. Phía sau đây. Đây còn cái phần phía sau này á, là về là do nó bị xấu quá đó. Thì bé Kim có dặm ha, cái phần đít này là bé Kim dặm sơn lại để mình đăng kiểm á, cho nên là bé Kim báo luôn trên live cho mấy anh xem là dễ phân biệt. Đây là một phần này ha. Nhưng mà em thấy nó cũng không đáng kể đâu, nó cũng ít thôi. Đó. Cabin cũng vậy. Đó. Nó chỉ có một phần ở đây. Còn bao nhiêu là cái xương riêng của nó hết. Đó. Chân cẳng đùi bọng là ok. Bên trong nè. Đó, phía sau ha. Chung là điện đớm rồi là còn đầy đủ hết ha. Mở chìa khóa lên là tít tít luôn. Ây dụ. Đây. Bật chìa khóa lên ha. Còn đầy đủ hết. Rồi, bé Kim xin kết thúc video ha. Như đây là cái video nó cũng dài quá rồi, sợ nó đăng lên nó không có tải lên nổi đó. Thì anh nào mà có nãy giờ đang xem video đó thì có thích cái con xe này thì liên hệ với bé Kim và số 0966 340 640. Đó, thì bé Kim tư vấn cụ thể, báo giá cụ thể luôn. Thôi thì em báo giá luôn sẵn ở trên cái like này, đó là 525 triệu. Có thương lượng cho anh em nào có thiện chí nhiệt tình mua thì bé Kim ship tận nơi tận chỗ luôn ha. 525 triệu. Có thương lượng cho anh em nào mà có thiện chí mua nhanh mua lẹ với cái con xe này. Đó, rồi em xin chào tất cả mọi người nãy về đang xem live của bé Kim ha. Chúc mấy anh một ngày tốt lành.